xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn tới channel của mình không phải là một TV đây. Đây mình sẽ hướng các bạn làm một cái áo trọn giống như là cái áo trọn này. Và đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một tờ giấy. Mặt này đi. Ok, và cái bút và hai mặt, một hộp màu và cái hướng kẻ. Ok đủ rồi. Chỗ này hơi bị dính màu nha. Đầu tiên từ chỗ này, hiện chị chỗ này sẽ xin cho mình là bố hồ. Còn từ chỗ này sẽ qua cho mình là 2 rưỡi. Còn lại từ chỗ này là 4 hộ và 3 rưỡi. Ok, đơn giản phải thôi. Xong rồi, rồi và bắt đầu chúng ta sẽ trang trí cái này. Và mình đã vẽ xong cái này rồi. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ cái này tiếp. Rồi chúng ta sẽ vẽ này để bố mình. Từ đây mình vẽ xong cái này. Mình vẽ xong cái này rồi. Bước tiếp theo thì mình sẽ tô màu cái này lại. Mình đã vẽ xong rồi đây. Bước tiếp theo là mình sẽ cắt ra. Đây con mình đã cắt xong tất cả đây. Chúng ta sẽ cộng một miếng như thế này. Ok. Và đến với miếng đầu tiên, chúng ta sẽ cái hai mặt này dầu như thế này. Dạng như này. Chắc nó ra. Ok, và chúng ta sẽ gắn miếng này kêu hai mặt lên miếng màu đen này lên. Dán khó đấy nhỉ. Và rồi. Và tiếp theo là tới cái miếng này. Mình kêu các bạn phải dây kết nối ở ngay chỗ này. Ok, và mình đã xong một cái áo tròn màu da này đây. Ok, và mình đã cho ở banana ở cái áo tròn này. Rất đẹp luôn. Ok. Tròn này rất đẹp ý. Ok, video đến đây cũng bây giờ rồi. Tạm biệt các bạn.